chết có chút bùn vừa dính trên đầu chị. Bước xuống dưới nước kia nhanh đi, tắm sạch sẽ xong rồi về. Mang cá về, rồi mẹ yêu sẽ thương cho cái yếm đào. Má ơi bé đã mang về thật nhiều cá. Hello, về mà không thèm đợi người ta. Ơ chị à, chị làm gì mà có cá bự ghê. Chị được vụt mới đang cho, thôi chị đi đây bài cô bé em. Sao cá của mình, dạo này mẹ nhìn con tắm mờ ám lắm nha. Bong bong bang bang lên trời nha. Chị tắm mấy hôm nay cứ bay lắc hoài. Được lắm con dành này mẹ tới số rồi. Nào nào con tắm mờ đâu chui ra. Hết thôn lại ba mang trâu ra. Ngoài đồng kê bên chăn đi, nhớ chăn xa vào và chớ chăn trong làng nha. Ây yêu lên luôn yeah. Bong bong bang ăn cơm ba. Bong bong bang ăn cơm ba. Cho ăn cơm hầm rồi cháo hóa nhà người. Có lên xăm được rồi đó con yêu. Từ từ đã. No no, chơi mệt thiệt rồi nha. Bắn đi. Lại thua ư? Thôi đành về nhà đây. Đã thèm chơi nữa. Dồn sức kéo lên nào. Ê có chuyện gì vậy? Tránh ra sao cứ thích ngáng đường hầy. Đau đít quá mẹ. Bắt đầu từ lúc này trở đi, vua sẽ chính thức kén vợ cho hoàng tử. Dân thường đều sẽ được tham gia, nên là hãy học cách ứng xử. Mẹ ơi có tin này. Tin tức gì mau nói ngay. Hoàng tử sắp tới sẽ kén vợ. Tin này vừa báo ban nãy. Ô hay. Chuyện nhà người ta. Nhưng mà nhá, dân chúng ở mọi nơi sẽ đều được phép đổ về tham gia. Ôi trời thật ác, muối này ngon nha. Đang yêu thật tha Nhật Phùng là con đó. Em ơi, chị lại xin đi phải không đây? Tất nhiên rồi mà vừa rồi chị vặt nước vào đây. Mà nhìn em uống ngọt ghê. Ôi trời ơi, mẹ ơi chị tắm vừa muốn giết con kìa. Rồi ngày này cũng đã đến rồi con yêu ơi. Mấy nay sao trông nhăn nhó thế? Con đến ngay rụng râu. Cứ tưởng chuyện gì thì hóa ra chuyện này đừng lo. Con Yena Sensi mới với thiết kế Smart Fit đặt đầu vừa đấy rồi. Vừa lòng vừa ý thoải mái ghê luôn. Thấy con xinh không, ăn mặc đơn giản vậy mà vẫn trông xinh ghê. Chúng ta đi thôi. Mày giết tao luôn này. Dạ vâng. Nhớ ngồi lửa xong đầu mới cho đi này. Ok ngại gì. Rồi nàng sẽ là vợ ta. Oh my god, unbelievable. Nồi nào thì úp vung nấy, đừng cố chen chân để tranh giành những thứ không thuộc về mình. Nếu như không có băng vệ sinh Diana Sensi mới với thiết kế Smart Fit đặt đâu vừa đấy mẹ cho, giúp thấm ngay chất dịch, ngăn thấm lan, khô thoáng tức thì đã không lấy được chồng rồi.